Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã liên tục đưa ra những cảnh báo về một số sàn đầu tư tài chính có dấu hiệu lừa đảo như là Wefinex, Rainbow hay là BitOno. Các sàn giao dịch tài chính ảo này tồn tại được là do đánh vào tâm lý lòng tham của người tham gia với những hứa hẹn khả năng sinh lời hấp dẫn. Và các đối tượng cầm đầu lại là những người tài khoản admin của các website, nên bọn chúng có thể đánh sập bất cứ lúc nào rồi cáo chạy xa bay. Chiêu thức tinh vi, thủ đoạn khôn lường, những màn quảng cáo hoành tráng hứa hẹn mang lại lợi nhuận khủng khiến hàng triệu người đã và đang dấn thân vào bẫy tiền ảo. Cũng phải được nói thêm là hoạt động giao dịch Forex tiền ảo thì chưa được công nhận tại Việt Nam. Nhưng mà lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người và tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì các nhóm đã đánh vào tâm lý mong muốn kiếm tiền sinh hoạt của người dân trong lúc dịch bệnh nên bất chấp dẫn tới vi phạm. Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án mang bí số 1021C, bắt giữ đối tượng Ninh Đắc Huân, 30 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người khác tham gia đầu tư tiền ảo. Huân đã từng là một nhà đầu tư trên sàn giao dịch tcbtrade.com. Sau một thời gian, chủ của sàn này bị thua lỗ, đối tượng đã mua lại và chính thức trở thành người quản trị, điều hành sàn tiền ảo. tcbtrade.com đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là Teamstar Diamond với mục đích thu hút nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn. Đầu thì em tham gia và sau đó em chia sẻ với những người bạn của mình để cùng đi phát triển về sàn. Sau đó thì khi mà người chủ cũ mong muốn dừng lại thì em nhận lại để em tiếp tục em duy trì và phát triển. Khi mà có tiền về thì một phần sẽ chi trả cho hệ thống người đi phát triển, một phần sẽ để đi mua lại lãi, mua lại coin, còn chi trả chủ yếu cho hệ thống và số còn lại thì tôi sử dụng vào những mục đích cá nhân. Tất cả những nhân viên của Huân đều không có sự ràng buộc, họ đi tìm các nhà đầu tư rồi cùng nhau chia lợi nhuận. Mọi dòng tiền đều đổ vào tài khoản của Huân. Để thu hút con mồi, Huân và đồng bọn thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng, quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe, đưa lên YouTube, Facebook để lấy niềm tin với khách hàng. Khi tổ chức các sự kiện, Huân thường mời các nhà đầu tư đã thành công để chia sẻ cơ hội kiếm tiền bằng việc nói dối có nhiều tài sản lớn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhiều chuỗi nhà hàng lớn để những con mồi tin tưởng và xuống tiền. Khi tổ chức các sự kiện, các đối tượng đều mời rất nhiều người đến, gồm những nhà đã đầu tư và những người chưa đầu tư đến dự rồi thể hiện sự thành công, sự giàu có của mình bằng việc nói dối nhà đầu tư là có rất nhiều tài sản có giá trị lớn như nhiều nhà đất ở trung tâm thành phố, làm chủ nhiều chuỗi nhà hàng khách sạn sang trọng và quản lý sử dụng nhiều tài sản có giá trị khác như ô tô, đồ trang sức có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Sau khi lôi kéo được thêm người đầu tư mới, các đối tượng thường luôn khéo léo ép các nhà đầu tư mới mua ô tô để những người có ý định đầu tư thấy sự thành công của các đối tượng trong nhóm và của các nhà đầu tư đưa trước, từ đó tin tưởng rồi bỏ số tiền rất lớn để tham gia đầu tư. Với phương thức thủ đoạn này, từ đầu tháng 11 năm 2020 đến nay, Huân đã chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng. Mặc dù sàn tiền ảo này được đặt tại Việt Nam do một nhóm người điều khiển, nhưng Huân tâng bốc là đặt tại nước ngoài để nhằm lấy lòng tin của khách hàng. Qua công tác đấu tranh, Huân khai nhận còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác. Cái đó là cái bẫy của những cái sàn đó. Là lúc đầu thì họ cho những người đó thắng, chia lời cho những người đó để những người đó tiếp tục, để khi nào những người đó tiếp tục với một cái số lượng tiền lớn hơn và một cái cộng đồng lớn hơn thì có thể lúc đó nếu mà là những cái sàn mà lừa đảo, họ sẽ giật cái tiền đó và họ trốn chạy. Cơ quan chức năng khẳng định những người tham gia vào sàn giao dịch Forex rất nguy hiểm bởi đây là hoạt động rất rủi ro cho nhà đầu tư, là con đường không chính thống khi chưa có sự cho phép của nhà nước.